Lockwood là một ông già tìm kiếm thời gian, thích lang thang xe máy và đã vượt khoảng 15.000 km qua các nước Việt Nam, Lào, Cambodia, Thái Lan. Trong chuyến đi này, chúng ta sẽ hướng về phía phương Nam, đến đất mũi Cà Mau, theo các tuyến đường ven biển và trở về qua vùng cao nguyên. Mời các bạn đồng hành cùng lắng nghe. Chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong ngày cuối cùng của chuyến phượt về phương Nam. Chặng trước chúng ta đã trải nghiệm xuống đèo Khánh Lê trong mưa mù. Chặng này chúng ta sẽ di chuyển nốt những cây số cuối cùng của quốc lộ 27C đến nút giao với quốc lộ 1 là tới thành phố Nha Trang rồi. Kết thúc chuyến phượt.
ta trên quốc lộ 27C đi ngang qua huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Huyện này có diện tích 1.165 km, dân số là 36.000 người, mật độ dân số chỉ 43 người trên km. Huyện Khánh Vĩnh có một thị trấn huyện lỵ cùng tên và 13 xã. Điểm du lịch ở Khánh Vĩnh là thác Giang Bay. Gặp lại quốc lộ 1 đi ngang qua huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Huyện Diên Khánh có thị trấn huyện lỵ cùng tên Diên Khánh và 17 xã. Tổng diện tích của huyện là 336 km, dân số 142.706 người, mật độ dân số 392 người trên km. Một di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng tại huyện Diên Khánh là thành Diên Khánh. Năm 1793, sau khi đánh chiếm được Diên Khánh từ tay nhà Tây Sơn, Nguyễn Ánh đã cho xây dựng một căn cứ quân sự và khu dân cư được vây quanh bởi một tòa thành. Thành Diên Khánh có diện tích khoảng 36.000 m², tường thành hình lục giác không đều nhau, có chu vi 2.693 m đắp bằng đất, cao khoảng 3,5 m.
Trên mỗi cạnh, tường thành lại chia thành nhiều đoạn nhỏ, uốn lượn, nên các góc thành không nhô hẳn ra mà vẫn đảm bảo quan sát được hai bên. Mặt ngoài tường thành gần như dựng đứng, mặt trong có độ thoải và được đắp thành hai bậc, tạo đường vận chuyển thuận lợi ven thành. Bên ngoài thành có hào nước sâu từ 3 đến 5 mét, rộng từ 20 đến 30 mét bao quanh. Ban đầu thành có 6 cửa cổng thành, hiện nay chỉ còn 4 cửa đông tây tiền, phía nam hậu phía bắc. Trong thành có hoàng cung, bên trái là dinh tuần vũ, phía sau là dinh an sát, sau nữa là dinh lãnh binh, phía dưới là dinh tham chi, có nhà kho, nhà lao kiên cố. Khi xây xong, thành Diên Khánh do Hoàng Tử Cảnh và Bá Đa Lộc chỉ huy trấn giữ. Thành Diên Khánh cũng có thời kỳ trở thành tổng hành dinh của nghĩa quân Cần Vương, Khánh Hòa trong những ngày đầu chống Pháp. Chúng ta đã trở lại quốc lộ 1 ở thành phố Nha Trang. Bên trái chúng ta là pho tượng A-di-đà cao nhất Việt Nam. Thân tượng cao 37m tượng trưng cho 37 phẩm trợ đạo đức nhà Phật. Pho tượng này nằm ở chùa Tòng Lâm Lô Sơn, hay còn gọi là chùa Đá Lố, do ngôi chùa tọa lạc tại ngọn núi Đá Lố. Chùa Đá Lố do cố đại lão hòa thượng Thích Chánh Ký đứng ra khai sơn phạt mộc vào năm 1957. Chúng ta kết thúc chuyến phượt về phương Nam ở đây. Trong 11 ngày qua, chúng ta đã cùng nhau thực hiện một chuyến phượt bắt đầu từ thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa theo các con đường ven biển qua vịnh Vĩnh Hy, Mũi Dinh, tỉnh Ninh Thuận, Màu Trắng, Mũi Né, La Di tỉnh Bình Thuận, Bình Châu, Hồ Tràm tỉnh Bà Rịa đến thành phố Vũng Tàu, qua phà biển sang huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, phà sông sang huyện Cần Duộc, đến thị xã Gò Công về thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang, vượt sông Tiền sang tỉnh Bến Tre, vượt sông Cổ Chiên sang tỉnh Trà Vinh, vượt sông Hậu sang tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Bạc Liêu đến đất mũi Cà Mau, và trở về theo các tuyến đường đi ngang qua các thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Tây Ninh tỉnh Tây Ninh, Đồng Xoài tỉnh Bình Phước, Giang Nghĩa tỉnh Đắk Nông, Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng và về lại Nha Trang tỉnh Khánh Hòa. Tổng quãng đường đã di chuyển khoảng 2.000 km qua 17 tỉnh, thành phố. Trên đường đi chúng ta đã ghé nghỉ và tham quan hang Giá, Phan Giang, biển Cổ Thạch, Mũi Né, Mũi Kê Gà Bình Thuận, biển Hồ Tràm, tượng Chúa Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa, đảo Phỉ Dừa sắc huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, ao Bà Om, chốn tỉnh Trà Vinh, khu tượng điện nhạc sĩ Cao Văn Lầu, nhà công tử Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu, khu du lịch đất mũi, rừng U Minh Hạ tỉnh Cà Mau, rừng U Minh Thượng, khu lấn biển Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Tràng Chi tỉnh Đồng Tháp, núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh, ngắm hồ Tà Đùng tỉnh Đắk Nông, ga xe lửa Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng.
chúng ta cũng đã thưởng thức các món ăn của các vùng miền như bánh canh mì Vũng Tàu, hủ tiếu Mỹ Tho, bún nước lèo Bạc Liêu, cua biển Cà Mau, bún quậy Rạch Giá. Một chuyến đi vất vả cùng nhiều trải nghiệm thú vị phải không các bạn? Cảm ơn các bạn luôn đồng hành cùng Lão Phượt. Hẹn gặp lại các bạn trong các chuyến Phượt tiếp theo nhé.